Xin chào các bạn yêu quý của Lộc. Thì hôm nay là một Lộc làm một cái vlog chia sẻ về đạo Tin Lành, mà đặc biệt là chia sẻ về cái cuộc sống của mình với đạo Tin Lành. Chủ yếu là trả lời cái câu hỏi mà một số anh em, bạn bè, người thân, những người mà Lộc yêu quý đã từng hỏi Lộc, nhưng mà Lộc không có cái thời gian và không có cái hoàn cảnh nào thích hợp để mà chia sẻ rõ ràng, nói và trả lời rõ ràng cho cái câu hỏi là tại sao mình lại theo đạo Tin Lành. Tại sao mình lại theo đạo Tin Lành? Thì hôm nay là cái video này mình sẽ chia sẻ nó rõ ràng nha. Thì thứ nhất mình sẽ nói về việc là theo đạo Tin Lành nó khác với việc là chúng ta theo Chúa Giêsu. Cái điều này, hai điều này khác nhau. Và điều khác nữa là chúng ta tin Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu, theo đạo Tin Lành khác nhau. Từ tin và từ theo khác nhau, và từ Tin Lành và từ Chúa Giêsu cũng khác nhau một chút, và nó cũng ảnh hưởng đến khá lớn đấy. Thì mình sẽ nói thứ nhất là mình sẽ trả lời câu hỏi là tại sao mình theo đạo Tin Lành. Thì chia sẻ với các bạn về một cái hoàn cảnh của Lộc, đó là Lộc là người mồ côi. Từ năm 1 tuổi là bố Lộc đã mất rồi, nên là nhà mình chỉ có mẹ mình và mình, là hai mẹ con thôi. Thì hàng xóm nhà mình có một bà, bây giờ bà mất rồi, thì bà là hàng xóm nhà mình, bà dẫn một đoàn truyền giáo vào nhà mình để truyền giáo cho hai mẹ con. Thì ngày đó mình theo đạo Tin Lành là chỉ vì cái lời mời thôi, là em theo Chúa nhé, thì mình đồng ý thôi. Vì nó mình gây thơ, mình nghĩ Chúa là tốt thôi, mình theo thì mình không hiểu gì lắm. Thứ nhất, cái thứ hai là khi mình đến với hội thánh của đạo Tin Lành ấy, thì là hội thánh, mình cảm thấy là hội thánh là nơi có tình yêu thương nhất, là nơi nói những lời lành, nói lời hay, không có một lời dữ, không có một sự rủa xả, không có sự chửi bậy, không có sự bỏ những cái lời hành, lời nói nó khó nghe. Thì mình thấy cái nơi đó là nơi có tình cảm nhất, lời nói dịu ngọt nhất, có đạo đức nhất, tốt nhất so với là những cái môi trường khác mình đến. Thì mình bắt đầu mình theo đạo Tin Lành từ đó. Thì nói thật về cái chữ theo đạo Tin Lành thì mình đã có 3 năm bỏ đạo. Mình theo đạo được 3 năm, đến năm 17, 18 tuổi thì mình bỏ đạo. Bỏ đạo đến năm 20 tuổi thì mình mới quay lại đạo. Thì các bạn biết là năm 17, 18 tuổi thì là cái năm mà chúng ta trưởng thành, bắt đầu trưởng thành, chúng ta bắt đầu có cái nhìn nhận về cái thế giới quan riêng của mình. Bắt đầu lao vào thế giới quan riêng đó thì chúng ta bị cám dỗ bởi xã hội, bởi hoàn cảnh sống, và nhiều cái tệ nạn xã hội nó cám dỗ chúng ta. Từ việc ham muốn về thể chất, ham muốn về dục vọng, ham muốn về tiền bạc, ham muốn về danh vọng, điều gì, tất cả những thứ đó nó kéo đến. Thì cái năm đó mình phạm những cái tội như người khác phạm thôi, là cũng lừa dối, cũng trộm cướp, cũng cờ bạc, rồi là cũng có những cái tình cảm, tình yêu, các thứ là nó không được tốt đẹp trong thời gian đó. Thì khi mình phạm rất nhiều cái tội lỗi như vậy thì mình mới nhớ là ngày xưa mình học đạo và mình rất cháy bỏng trong đạo, mình thuộc những bài hát thánh ca, mình biết chơi đàn guitar, thì mình mới lấy lại, mình mới trèo lên nóc tủ, mình lấy cái cây đàn guitar đã hỏng xuống, rồi mình chơi lại một hai bài thánh ca, mình nhớ lại cái lời dạy của Chúa, thì mình lại quay lại đạo Tin Lành. Sau gần 3 năm mình bỏ đạo, tức là theo đạo được gần 3 năm rồi lại bỏ đạo gần 3 năm, thế là mất 6 năm. Thì mình lúc này mình quay lại, thì lúc đấy nó quay lại với một cái niềm tin, mình tin rằng là Chúa Giêsu cứu rỗi mình. Thì thực ra thì việc theo đạo Tin Lành với việc tin Chúa Giêsu nó tương đối là khác nhau, nó khác nhau. Vì là chúng ta theo đạo, vì là theo đạo đấy thì là để chúng ta có đạo và chúng ta có một cái hội thánh để sinh hoạt, có một cái điểm nhóm, có một cộng đồng tôn giáo để sinh hoạt, để giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Thì đấy là cái nghĩa theo đạo. Theo đạo nó là cái nơi, theo đạo nó là cái nơi bạn sinh hoạt tôn giáo thôi, nó là nơi như vậy. Thì giúp đỡ cho các bạn tìm hiểu về đạo, tìm hiểu về Chúa Giêsu, tìm hiểu về con người, thiên đàng địa ngục, tìm hiểu về chân lý đạo thì theo đạo. Thì còn lần thứ hai khi mà mình đến với Chúa, đó là mình tin là bởi vì mình lúc đấy mình có một cái lương tâm này, một cái lương tâm, tức là có hay là người ta gọi là trái tim á, tức là mình cảm thấy mình tội lỗi, mình xấu xa, mình phạm tội và mình đáng chết. Thì mình sợ chết, mình sợ là mình sẽ phải xuống địa ngục, mình sợ mình xuống địa ngục là phải chết nơi địa ngục, nơi hỏa ngục, mình sợ lắm. Thì cho nên là
mình quay lại với Chúa vì mình biết là Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá để đền tội cho mình. Thế là mình quay lại mình tin vào cái điều đó và bắt đầu mình học đạo lại. Thì nói đúng cái nghĩa là nghĩa đi học đạo thì nó mới là đúng. Thì bởi vì nó mình hăng say lắm, mình hăng say chứ không phải là chỉ theo đạo như trước nữa. Trước là có theo đạo, có tìm hiểu về đạo nhưng mà nó lúc đó là theo đạo bởi vì người ta đối tốt với mình thôi. Theo đạo vì nơi đó là một cái môi trường tốt trong xã hội thôi. Môi trường tốt nhất xã hội thì mình cũng tức là khi mà mình theo đạo thì mình cũng có những cái lề thói của đạo và làm theo lời của cái đạo đó dạy. Nhưng mà cái lần thứ hai khi mình tin Chúa, mình quay lại với Chúa nó cao cấp hơn một chút. Đó là lúc này mình quay lại với một nỗi sợ hãi. Mình sợ hãi là mình phạm tội với Chúa thì mình sẽ không được vào nước thiên đàng. Mình sợ là mình đi địa ngục. Đấy, thì mình làm nên là khi mà con lúc này mình quay lại với cái nghĩa đúng là học đạo và phải nghiên cứu về đạo mới đúng. Thì thực ra thì nói đúng là cái điều theo đạo khác với việc tin Chúa ở cái mức độ như thế này các bạn. Bởi vì khi các bạn tin Chúa thì các bạn biết là mình, các bạn nhận ra được chính mình là người có tội, là ăn năn tội đó, đến với Chúa xin Chúa tha thứ, xin Chúa thay đổi, xin Chúa giúp đỡ và xin Chúa cứu con ra khỏi cái tội đó, và trong danh Chúa Jesus con đắc thắng cái tội đó và con được tự do khỏi cái tội lỗi đó và con trở thành một con người mới trong Chúa. Thì đấy là tin Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu. Thế thì có một câu hỏi là mình có theo Chúa Giêsu không? Thì thực ra thì nói đúng như thế này, mình có cái ước ao là mình theo Chúa Giêsu nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình nói đúng này, về cái nghĩa theo Chúa Giêsu là mình chưa phải là người theo Chúa Giêsu nhưng mà mình tin vào Chúa Giêsu. Đó, nó đúng như vậy. Thì mình nói thật là mình, bởi vì cái nghĩa của người theo nó khác nhau và cái tin nó khác nhau. Tin nó như thế này, tin nó là các bạn nhận biết về Ngài thôi, nhận biết Ngài. Còn theo là các bạn đi theo Ngài, đi theo Ngài. Ngài ở đâu chúng ta ở đó, Ngài làm gì chúng ta làm đó, thì đấy là theo. Ngài nói gì chúng ta nói cái đó. Theo nó là như vậy, theo nó là đi theo luôn, đi theo giống như là vợ theo chồng về nhà đấy. Chồng ở đâu vợ ở đó, đi theo nó là như thế. Đi theo không hiểu các bạn có từ hiểu, hiểu đi theo nó là đi theo, ý là chúng ta copy Chúa y sao sao y nguyên bản chính thì là đi theo. Thì thực ra thì Ngọc chưa đến cái mức độ thuộc linh như vậy, chưa đến cái mức độ là đi theo Chúa, chưa đến cái mức độ như vậy. Ví dụ như có ai mà hầu việc Chúa hay là làm công việc Chúa hay là sống một đời sống giống như Chúa thì đó là một cái là đi theo Chúa, và có lẽ là Lộc cũng đang chuẩn bị bước vào cái mức độ này. Nhưng còn cái mức độ hiện tại thì Lộc nghĩ là vẫn đang ở cái mức độ là tin kính Chúa thôi, tin Chúa. Nhưng mà thực ra thì cái mức độ tin kính Chúa này nó không phải là chân lý đạo tin lành, không phải là cái cốt lõi của chân lý đạo tin lành. Thực vì nói đúng ra này, chúng ta tin có Chúa, tin Chúa đã cứu chúng ta, ma quỷ cũng tin điều này, ma quỷ cũng tin vào điều này, và các tôn giáo khác cũng tin vào việc Chúa Jesus đã chết thay cho loài người. Không chỉ là tin lành hay là không chỉ là công giáo hay là thiên chúa giáo đấy, mà có một vài tôn giáo và thậm chí là tà giáo, tức là cái xuyên tạc của đạo tin lành và xuyên tạc của chân lý đạo, là cái đạo đó gọi là đạo 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 tà giáo đó, họ cũng tin vào là Chúa chết thay cho con người. Thực ra là việc Chúa chết thay cho con người là đúng, thế nhưng mà bên cạnh cái điều đó nó có một cái điều nữa. Cái điều này nó giống như là, tức là nếu như mà không có ai dạy đạo, không có ai dạy và hướng dẫn cho bạn để các bạn thắng được cái tội lỗi, để tự do được giải cứu, được giải phóng, không ai hướng dẫn các bạn thì thật sự là rất là khó để các bạn tìm thấy cái chân lý đạo thật sự của đạo tin lành, chân lý đạo thật sự của bạn khi các bạn tin Chúa Jesus Christ. Thực ra khi mà mình quay trở lại theo đạo tin lành lần thứ hai và tin Chúa Jesus Christ, lần này mình rất ước ao là có một người thuộc linh lớn, một người tốt đẹp, một người theo Chúa thật sự, là người có cái đức đức tin theo Chúa, một người copy y sao của Chúa, y sao tức là một cái bản sao của Chúa đấy, sẽ dạy đạo cho mình một cái tốt đẹp, dạy đạo cho mình, sẽ dạy tốt đẹp. Vì mình ham học đạo lắm, mình ước mong là mình sẽ được biến đổi bởi bởi Chúa Jesus Christ chứ không phải là bởi lời dạy là phải làm thế này, phải làm thế kia. Ngày xưa đó, mình theo đạo đấy thì mình không ăn cái này, mình không ăn cái kia. Thực ra thì những cái đấy nó chỉ là cái ép buộc của đạo thôi, nó không phải là cái chân lý đạo thật sự, nó chỉ là giáo lễ, giáo nghi nghi lễ thôi. Cái việc các bạn nghĩ là làm như thế là đúng bởi vì đạo dạy thế thôi, chứ không phải là điều các bạn phải tìm kiếm trong
cứu Chúa Jesus Christ, chân lý đạo, nó không phải là theo đạo. Thế thì mình rất là ước mong có một người dạy đạo cho mình, nhưng mà cái người trước đây là truyền đạo cho mình ấy, người dẫn mình theo đạo tin lành ấy, thì người đó lại không đủ cái tầm tầm cỡ thuộc linh để có thể dạy đạo cho mình. Thì mình rất muốn là có một cái người như vậy. Thế khi mà mình tìm được thì khi là mình mới bắt đầu đi tìm cái người người hướng dẫn thuộc linh, gọi người hướng dẫn thuộc linh, người dạy đạo cho mình, người có cái thuộc linh tốt hơn để dạy đạo cho mình, thì mình muốn được giải cứu, nó được biến đổi mà, thì mình đã tìm đến những cái người có thuộc linh tốt hơn như mình, và bắt đầu mình thấy đời sống mình có một chút thay đổi. Khi mình tìm được người thầy này thì mình đã rất là hạnh phúc và đã đến được với một cái hội thánh mới, đã đến với một cái môi trường tốt hơn, đến một người thầy tốt hơn cái người người trước, rồi là mình cảm thấy mình thay đổi hơn. Nhưng thực ra những cái tội lỗi mà mình đã phạm trước đây khi mình bỏ đạo á thì nó lại vẫn có. Khi mình chưa theo đạo mình đã phạm những cái tội lỗi đó, khi mình theo đạo rồi mình vẫn vì những tội lỗi đó mà mình bỏ đạo. Thế rồi bây giờ mình tin Chúa Giêsu, mình gặp những người thầy tốt hơn để dạy mình và theo một cái hội thánh tốt hơn, cái hội thánh trước, nhưng mà mình vẫn phạm những cái tội đó. Lại một lần nữa có một cái đời sống, có một cái đời sống là vẫn đi theo đạo, vẫn nói là mình tin Chúa và theo Chúa, mang cái mác là mình đã đi học về đạo thôi, mình mang những cuốn sách học đạo về nhà. Thực ra thì đời sống nó không thay đổi được bao nhiêu, nó có so với những hàng xóm anh em láng giềng ấy, thì mình là người ngoan ngoan hơn, nhưng thực ra thì không ngoan hơn bao nhiêu, mà thực ra cái ngoan đó là mình giấu được thôi, mình giả hình được thôi, mình che được, là mình che được với họ cái tội lỗi của họ, là họ họ nhiều quá họ không che giấu được, nhưng mình ít hơn một chút thì mình có thể giấu được thôi, thực ra thì mình không ngoan hơn bao nhiêu. Thế khi đến rồi một ngày, cách đây cách gần đây thôi, thì Chúa đã đến và mình đã phạm tội với Chúa, phạm tội tức là vẫn là những cái loại tội đấy thôi, vẫn là những cái tội như thế, vẫn là về dục vọng, tiền tài, cám dỗ, rồi là tất cả những cái thứ mà các bạn thanh niên nào phạm thì mình cũng phạm, là mình không có, mình chưa đến mức độ là chích hút thôi đấy, hay là cướp giật làm cái gì nó tiền án tiền sự nó kinh khủng thôi, còn những cái phạm tội như các bạn phạm thì là mình vẫn phạm. Thì khi mình phạm tội thì mình mới biết là mình đang sống một cái đời sống nó hai mặt và giả hình. Hãy chia sẻ với các bạn như vậy, thật sự thì ai cũng sẽ có trải qua cái đời kỳ này thôi. Chúng ta đến với đạo, chúng ta không đến với Chúa Giêsu, đến khi chúng ta đến được với Chúa Giêsu, tin kính Chúa Giêsu, nhưng ta lại không hiểu và không tìm được cách nào để xin Chúa cứu giúp chúng ta một cách thật sự. Vì thực sự ra nói đúng ấy, là mình đi tìm người dạy đạo cho mình nhưng tìm không thấy, cho nên là mình mới bị như vậy, mới bị chìm xuống như vậy. Trong khi đó là mẹ mình, anh em hàng xóm, bạn bè láng giềng và dòng dõi nhà mình lại chỉ có một mình theo đạo thôi, nên là mình bị cô lập lắm, bị cô lập, cho nên là không có ai dạy đạo cho mình một cách nhiều ấy, thì cho nên không mình không giữ được cái đời sống trong sạch của Chúa. Thì khi mình mới thấy là không hiểu là tại sao mình học đạo, mình nghiên cứu đạo, mình tin kính, mình tin Chúa, mình rất là tin Chúa, rất kính sợ Chúa, mình biết mình rất tin Chúa, mình biết là cái điều đó là phạm nhưng mình vẫn phạm, và mình không có cái quyền năng thắng hơn. Thực ra thì đến bây giờ mình mới nhận ra một cái điều là mình không thể bỏ Chúa Giêsu, đó là mình sợ hãi về cái việc là mình có tội, mình sẽ đi địa ngục, nhưng mình không có quyền năng để thay đổi đời sống. Thì hôm nay mình chia sẻ ở đây là tại sao mình lại theo đạo tin lành, đó là vì cái nơi đó nó sẽ là nơi sinh hoạt tôn giáo cho mình để mình tốt lên. Thứ hai là còn cái việc theo đạo đấy nó không quan trọng bằng cái việc là mình tin Chúa Giêsu, là mình được cứu, được Chúa cứu khỏi cái chết địa ngục sau này. Đấy là việc tin Chúa Giêsu. Còn cái việc bây giờ mà mình đang trên con đường, nó là quyền phép, nó là quyền năng Chúa chết cho chúng ta và Chúa sống lại sau 3 ngày. Khi sống lại, Ngài phán rằng hễ ai tin ta thì ta sẽ ban được quyền phép, quyền phép đó sẽ là quyền phép giảng tin lành cho kẻ nghèo, quyền phép đó sẽ là quyền phép chữa lành mọi bệnh tật, và quyền phép là quyền phép được cai trị các quỷ, đuổi quỷ. Đó là ba cái quyền phép mà Chúa ban cho chúng ta. Thì tại sao chúng ta lại không thể thắng những cái tội lỗi
mà chúng ta đang có. Bởi vì thế này, bởi vì chúng ta không đón nhận sự cứu rỗi của Ngài. Chúng ta tin nhưng ta không nhận lấy. Đấy là điều mà khác biệt, đó là điều cực kỳ khác biệt luôn. Tin Chúa và nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa là hai việc khác nhau. Và khi mà Lộc theo Chúa đấy, thì không ai dạy Lộc điều này. Thì mới đây Lộc đọc lại cái cuốn sách, Lộc đọc lại cuốn sách, thì nghiên cứu lại cái cuốn sách đó mình mới hiểu được ra. Thực ra thì chúng ta phải tự chúng ta khích lệ bản thân ta, tự tăng trưởng thuộc linh cho chính mình. Đó. Mình phải là người chủ động đi tìm chân lý thì mình mới tìm thấy, và khi mình tìm thấy mình sẽ rất là vui. Mình vui ở cái chỗ đó là mình tìm thấy rằng việc tin Chúa là chúng ta tin, có nghĩa là gì? Tin thì ta tin có Chúa, là Chúa đã hiện hữu và Chúa đã làm điều đó. Mình tin nhưng mình không nhận lấy cái điều mình tin. Đó. Ví dụ như Lộc bảo đây, ví dụ đây, Lộc bảo là Lộc tặng cho bạn cái bình này. Đó. Các bạn biết là mình tặng, các bạn tin là mình tặng, các bạn biết và tin là mình sẽ tặng các bạn. Nhưng mà các bạn phải sẽ đặt ra câu hỏi, thế thì tôi nhận lấy cái bình bằng này bằng cách nào? Đúng không? Đó là điều vô cùng quan trọng mà bao nhiêu năm, mười mấy năm theo đạo, hàng mấy năm mình tin Chúa, hát thánh ca, đàn hát thuộc rất nhiều bài hát, thuộc rất nhiều câu kinh thánh, nhưng lại không hề ai nói cho mình chỉ một câu thôi, đó là phải nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa, phải nhận lấy quyền phép của Chúa, đó là quyền phép ban bố lời chân lý, quyền phép chữa bệnh qua Chúa Giêsu và quyền phép đuổi quỷ. Quyền phép này khi mình nhận được điều này, cái mình tự do luôn các bạn. Tự dưng mình có một cái năng lượng trong mình, có một cái gì đó nó sục sôi trong lòng mình, nó khiến mình không phạm những tội đó nữa. Mình không còn cảm giác tham muốn tiền bạc, không còn cảm giác tham muốn mua nhà hay mua xe, hay là tham muốn là sẽ có người vợ như này, không còn tham muốn về phụ nữ nữa, không còn ham muốn về tình dục nữa, không có một cái ham muốn nào nữa. Tức là cái sự đắc thắng nó gần như là chiến thắng hoàn toàn. Chúng ta đã vượt trên, Chúa cho ta cái quyền phép đuổi quỷ, tức là ta cao cấp hơn cái sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta vượt trên nó cơ mà. Nhưng tại sao chúng ta lại không thắng được tội lỗi? Đó là bao nhiêu năm mình không nhận lấy cái điều đó. Chúng ta tin nhưng chúng ta không đón nhận. Thực ra không ai dạy cho mình là phải nhận lấy. Thì mãi đến bây giờ mình mới hiểu được rằng việc nhận lấy quan trọng hơn, quan trọng hơn tất cả mọi việc khác. Theo đạo, hay tin Chúa Jesus Christ, hay tin vào lời dạy, hay là các bạn giữ các luật lệ, các điều răn, hay là các luật pháp, các quy định của hội thánh, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng việc bạn nhận lấy quyền phép. Khi các bạn nhận lấy quyền phép của Chúa nhé, các bạn có quyền làm mọi sự, có quyền làm mọi sự một cách dễ dàng luôn. Ví dụ như các bạn bảo tha thứ cho một người đã làm sai với mình, các bạn dễ dàng luôn, bởi vì chúng ta có quyền phép để làm đó. Chúng ta không phải làm điều đó bằng cái khả năng của một con người làm, mà là khả năng của Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh của Chúa ngự chúng ta làm. Đó là quyền phép, chúng ta làm bằng quyền phép, chúng ta có một cái quyền năng trong con người mình, sục sôi trong con người mình dễ dàng. Chúng ta bảo ta không phạm tội nữa là không phạm tội nữa, nó dễ như vậy. Nó dễ như là chúng ta đi ra chợ và mua một cái mớ rau sẵn có ở đó, nó dễ easy luôn, cực kỳ dễ luôn. Nó dễ như là các bạn đánh vào đàn và nó kêu vậy. Mà bao nhiêu năm, mười mấy năm, mình không nhận được điều này. Thực ra thì không biết là cái thời điểm bây giờ các bạn thì là theo đạo bởi vì lý do gì, vậy theo đạo là nơi đó nó có nhiều người, hay là có điều tốt, hay là dạy điều tốt, hay là như nào thì không biết. Nhưng mà thực ra thì mình muốn khuyên các bạn đó là các bạn theo Chúa, các bạn phải nhận lấy thì các bạn phải có cái lời cầu nguyện. Thực ra thì bao nhiêu năm không ai dạy mình cầu nguyện, không ai dạy mình cầu nguyện. Trong trong Kinh Thánh Chúa Giêsu đã dạy môn đồ của Ngài cầu nguyện, thì Chúa dạy là lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha tôn thánh, nước trời đến, ý chàng lên. Thì đấy câu đấy, cái bài đấy chúng ta đọc thường xuyên là nhá, không hiểu cái điều đó. Mà chúng ta không ai dạy chúng ta là phải nhận lấy quyền phép để trở nên là con cái Đức Trời. Quyền phép đó chúng ta, và chúng ta chỉ cần nói một điều như này thôi, là trong danh Chúa Giêsu Christ con nhận biết con là người có tội, con ăn năn trước mặt Chúa, con đón nhận quyền năng trở nên là con cái Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa hứa với chúng con, Ngài ban những con được làm con cái Đức Chúa Trời nếu như con tin và nhận lấy điều đó. Và ra con nhận lấy điều đó trong danh Chúa Jesus Christ, Chúa ban những con quyền nhận lấy lẽ thật và được tự do, được giải phóng bởi lẽ thật. Ngài ban những con quyền chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ trong danh Chúa Jesus Christ, con nhận lấy điều đó và các bạn được thắng luôn. Lộc tin rằng khi các bạn cầu nguyện điều này nhé, thì
các bạn sẽ được khai phóng bởi mọi nơi thật. Các bạn đọc Kinh Thánh, bạn sẽ cảm thấy rất là hiểu về Chúa sẽ mở mở mắt đôi mắt lòng của bạn, vì nó là quyền phép. Và các bạn bị bệnh tật ốm đau hay bất cứ điều gì, các bạn có quyền cai trị cái bệnh tật ốm đau đó. Nếu như mà nó đến từ cái vật lý thì các bạn phải uống thuốc, đến từ cái việc vật lý thì các bạn phải uống thuốc, hay là các bạn phải chữa lành bệnh bằng bằng cái cơ sở vật lý thì không nói. Nhưng mà đôi khi cái sức mạnh của Chúa nó còn cao hơn cả cái vật lý, cao hơn cả cái vật lý, vì Chúa đôi khi Chúa không muốn các bạn chịu khổ, bởi vì là Chúa đã chịu khổ cho các bạn rồi, các bạn không phải chịu khổ nữa. Thì đấy là quyền phép. Còn trước đây đọc theo đạo tin lành, đọc tin Chúa Giêsu, nó chỉ là đạo dạy như vậy và mình không làm như vậy thôi, nhưng mình không có quyền năng để thắng cái điều đó. Thì đấy là mình muốn chia sẻ như vậy, là tại sao mình theo Chúa và tại sao mình không thể bỏ được Chúa, bởi vì là mình cảm nhận là Chúa đấng có thật và Chúa đấng ban quyền năng đối với mình đã thắng mọi tội lỗi và mình tự do, mình được ở trong Chúa một cách trọn vẹn. Thì đấy là mình muốn muốn chia sẻ cho các bạn như thế, và mình ước mong các bạn sẽ cầu nguyện cái lời cầu nguyện của mình, đó là phải các bạn phải đón nhận tất cả những điều gì mà Chúa ban cho thì Chúa đã ban cho rồi, và Ngài đã ban cho điều đó rồi thì bạn chỉ cần đón nhận thôi. Bạn tin là Chúa chết thay cho bạn rồi thì bạn chỉ đón nhận thôi. Chúa là đấng ban cho và chúng ta đón nhận một cách miễn phí, một cách free. Đối với Chúa mọi thứ là free. Các bạn đây, miễn phí luôn, không bao giờ Chúa đòi hỏi các bạn phải làm gì cho Ngài. Đó là cái điều như vậy. Còn nếu các bạn theo Chúa, nếu các bạn nói các bạn là người theo Chúa thì theo nó mang cái nghĩa là các bạn bỏ hết mọi sự, các bạn đi theo Chúa. Thì cái điều đó là khi mà chúng ta bỏ hết mọi sự theo Chúa thì chúng ta Chúa bảo gì chúng ta làm đấy, Chúa nói gì chúng ta nói đấy, Chúa ở đâu ta ở đó, Chúa sai ta đi đâu ta đi đó. Thì đó là cái việc các bạn theo Chúa thì nó cao cấp hơn. Thì mình chưa chia sẻ về điều này bởi vì mình chưa phải là cái người theo Chúa đúng cái nghĩa mà mình chia sẻ với các bạn. Thì khi nào mình theo Chúa thì mình sẽ chia sẻ nghĩa theo Chúa. Còn mình ở đây là này theo đạo tin lành và tin Chúa Giêsu và là người nhận lấy quyền năng của Chúa Giêsu. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Thực ra tin lành phúc âm ấy của Chúa Giêsu Christ nó không phải là tôn giáo, không phải là tôn giáo. Nếu các bạn đến với đạo tin lành để sinh hoạt tôn giáo thì bạn sẽ không có gì đâu, các bạn sẽ giống như một người có đạo thôi, còn lối sống các bạn chẳng có gì, chung quy là chẳng có gì, chỉ có gọi là có đạo thế thôi. Đó. Cho nên là các bạn nhớ này, tin lành không phải là một tôn giáo, mà tin lành là mối quan hệ. Tin lành là mối quan hệ. Bạn quan trọng là bạn có trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời hay không, thế thôi. Đấy thì đấy nó các bạn rất đơn giản đó, các bạn nhận đấy, nhận đấy, Chúa hứa Ngài ban cho rồi, Ngài ban cho rồi thì chúng ta phải nhận lấy bằng việc nào, chúng ta ăn năn tội lỗi mình, ta đón nhận thế thôi. Còn chắc chắn là ta tin Chúa rồi, ta phải tin có Ngài thì ta mới đón nhận được. Đó, đơn giản như vậy thôi. Ăn năn, Chúa còn ăn năn, Chúa tha thứ cho con không biết, con không thắng được. Vì con không thắng được con đã phạm tội. Ngày hôm nay con đón nhận quyền năng của Chúa, quyền năng tha thứ trong lẽ thật của Chúa, quyền năng chữa lành và bệnh tật, ốm đau và quyền năng đuổi quỷ. Thực ra thì có những cái bệnh tật đấy nó đến với bạn vì bạn phạm tội, bạn phạm cái tội này thì cái bệnh tật đó nó đến tương ứng, đó, bệnh tật đó đến tương ứng. Đấy, đấy mình chia sẻ với các bạn như vậy. Và đôi khi có những bệnh tật nó đến từ ma quỷ thì các bạn có quyền năng đuổi quỷ rồi, các bạn có thể đuổi luôn và bệnh tật sẽ đi luôn. Thì đấy là mình chia sẻ như vậy, đó là tại sao mình theo đạo tin lành, bởi vì tin lành là quyền năng, là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin, cứu cứu là các bạn nhận lấy cái quyền năng đó, quyền phép đó cho mình để các bạn thắng hơn tội lỗi, thắng hơn tội lỗi, thắng đắc thắng hẳn luôn, thắng hơn tội lỗi, thắng khỏi cái quy cách vật lý và các bạn tự do đó, các bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời, các bạn có mối quan hệ với Đức Trời, đó là con Đức Trời, nó như vậy. Đó, chia sẻ với các bạn như vậy thì tại sao mình theo đạo tin lành nó phải được trả lời đầy đủ như vậy, nó phải được thật sự đầy đủ như vậy thì mình mới dám nói hết, chứ không thể mình không 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 có rất nhiều người hỏi tại sao theo đạo Đức Trời. Mình thật sự là có những việc rất nhiều bạn hỏi tại sao bạn lại theo đạo tin lành, tại sao bạn tin Chúa Jesus Christ, mình không 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 biết trả lời, không biết bắt đầu là sẽ trả lời từ đâu. Rồi họ sẽ hỏi là đạo Chúa có lấy vợ không? Thực ra thì họ cứ hỏi những cái điều đó làm cho mình bị rối trí và rất là ấy. Thực ra thì mình học đạo rất nhiều, mình có thể trả lời hết tất cả câu hỏi đó, nhưng mà mình không thể trả lời một hay vài câu để cho họ hiểu rồi họ bán nhạo lại được. Mình không thích sự bán nhạo lại. Và thứ nhất, cái thứ hai là
Cái thứ hai là mình trả lời nó ngắn như vậy thì người ta chưa có cái gì về Chúa cả, thì người ta luôn toàn hiểu nhầm mà, cho nên mình thường mình chỉ cười thôi, mình không nói gì. Nên nếu thực sự các bạn muốn một cái câu hỏi nào thì các bạn nên xem những video chia sẻ của Lộc, bất cứ là cái điều gì nó sẽ chia sẻ video thì nó sẽ nói được nhiều và sẽ nói được đủ à, chứ không phải là đạo thế này thế kia rồi nó rất rất là khó, nó rất là khó. Đạo của Chúa, Chúa Giêsu đến để cứu con người ra khỏi tội lỗi, cái chết nơi địa ngục. Cứu ra khỏi địa ngục là những người này Chúa nhóm lại trở thành một nhóm, thì cái nhóm này còn được gọi là hội thánh, và bây giờ được thành lập thành đạo tin lành để cho những người tin vào sự cứu rỗi của Chúa không chết nơi địa ngục này, có một cái đạo để theo, thì gọi là đạo tin lành. Thế thế còn khi mà các bạn đến được với đạo tin lành này rồi, từ cái đạo tin lành này mà sẽ sinh ra giáo hội, sinh ra các thứ bậc, người lãnh đạo, rồi là con chiên, rồi là tổng giáo hội, hay tất cả những gì đó, thì đấy là tôn giáo sinh ra. Thế còn Chúa Giêsu đến thì Ngài chỉ gọi những người nào tin Chúa đã chết thay cho họ ra khỏi thế gian để sau này Ngài cứu vào thiên đàng thôi. Đấy thì nhưng mà các bạn nhớ này, cái điều các bạn nào phải phải nhận, các bạn tin là một chuyện, tin thì ma quỷ nó cũng tin là có Chúa, nhưng mà các bạn phải nhận lấy cái sự cứu rỗi của Ngài và đắc thắng ma quỷ, đắc thắng tội lỗi, đắc thắng bệnh tật, ốm đau, yếu đuối, nghèo khổ, đắc thắng cái điều đó. Đắc thắng như đó, đấy là quyền năng của Chúa, Chúa ban chúng ta. Còn nếu khi nào mà các bạn cảm thấy mình muốn hầu việc Chúa, mình muốn biệt riêng làm một người gia tánh cho Chúa để đi theo Chúa, tức là bỏ mọi sự đi theo Chúa để làm công việc nước đuối trời, rồi các bạn học để trở thành học để trở rồi các bạn học để trở thành trung cấp thần học, cao đẳng thần học, rồi các bạn nên làm mục sư hoặc thầy giảng đạo chẳng hạn, thì các bạn sẽ có một cơ sở pháp lý trong tôn giáo. Thì đấy là cái người mà theo Chúa phải làm, họ biệt riêng, họ họ ra thánh. Còn có những người họ biệt riêng ra và họ đi theo cho Chúa đấy, thì họ muốn hầu với Chúa đấy, thì họ đi học trường kinh thánh, học đại học trường kinh thánh đó, thì họ ra này họ sẽ đi theo cái sự sắp xếp của giáo hội, tôn giáo, để hoạt động công tác của Chúa. Bề ngoài thì nó là tôn giáo, nhưng bề trong nó là bạn đang dâng mình cho Chúa, và cái điều quan trọng là điều bề trong là bạn hầu với Chúa, chứ còn bề ngoài thì nó chỉ là cái hình thức cho mọi người nhìn thấy thôi. Quan trọng là điều bề trong. Thế đấy là nó nói thế thì các bạn hiểu hiểu hơn về mặt tin này. Còn có cái câu hỏi nào thì các bạn sẽ chia sẻ với mình. Thì còn một cái vấn đề này mình chia sẻ luôn là hiện nay thì tin lành có rất nhiều hệ phái khác nhau, tức là chỉ có một đạo thôi, chỉ có một Chúa thôi, chỉ có một nền tảng thôi, chỉ có một quyền năng, chỉ có một quyền phép và một lẽ thật thôi, nhưng mà chia ra làm nhiều trường phái khác nhau. Chia trường phái giống như là các bạn chơi đàn guitar này, hay là chơi một các loại nhạc cụ nào đó, thì nó có trường phái, ví dụ trường phái đệm hát, đúng không? Trường phái đệm hát tức là tôi chỉ chuyên đệm hát thôi, nhưng có trường phái là chơi solo, trường phái chơi solo tức là tôi chỉ đánh một mình tôi với cây đàn, tôi không hát, tôi chỉ đánh một mình tôi, gọi là solo, hay chơi finger style đó là trường phái, hay là có một trường phái là đi nít, đi nít tức là đi 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 những cầu dạo thôi. Đấy là cái trường phái khác nhau, thì đạo cũng vậy, đạo tin lành cũng vậy. Đạo tin lành thì có những trường phái, nhưng mà trường phái nó chỉ khác nhau một tí xíu thôi, là chỉ khác nhau một tí xíu thôi. Đó là trường phái này thì sẽ thiên về cái này hơn một chút, trường phái kia thì thiên về hơn về cái kia một chút, nhưng mà thực ra thì nó không phải tách ra khỏi nhau, mà nó vẫn là đạo tin lành. Thì mình sẽ trả lời luôn là mình trước đây là mình theo đạo tin lành, là thực ra là đến với hội thánh đấy là hội thánh không có cơ sở pháp lý, vậy hội thánh là hội thánh tự phát, hội tự phát được bóc tách. Sau này thì là mình có đi tham gia vào các hội thánh của các trường phái khác, của các giáo hội khác, thì nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình đã nhóm tại một nơi thôi, không đi, không như chiên đi lạc nữa, không đi linh tinh, không một chiên có nhiều chuồng nữa, mà mình chỉ nhóm một chuồng thôi, là mình dừng lại ở trường phái Ân Tứ. Trường phái Ân Tứ thì mình dừng trong giáo hội ngũ tuần, mình là người trong giáo hội ngũ tuần, về mặt tôn giáo thì mình là người trong giáo hội ngũ tuần. Thế là nó như vậy, thì đó thì tất cả là như vậy nhá. Rồi, có câu hỏi gì thì các bạn hỏi mình và mình sẽ cố gắng trả lời, và mình không thích những người nào bán bổ đạo nhé. Thôi, hẹn gặp lại và chia sẻ các bạn. Goodbye, goodbye, goodbye.